Sau 30 ngày triển khai được cao điểm 50 ngày đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, đến nay thu nhận hơn 300.000 hồ sơ định danh điện tử, đạt tỷ lệ hơn 72%. Trong đó đã kích hoạt thành công trên 189.000 tài khoản định danh điện tử, đạt 78% tổng hồ sơ được kích hoạt. Trên địa bàn tỉnh, phải thu nhận hơn 116.000 hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt khoảng 231.000 tài khoản mới có thể đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ thu nhận hồ sơ tăng cao nhưng tỷ lệ được cấp còn chậm. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến hết tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành việc kích hoạt trên 335.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 14 tuổi.